Nam Mô Bụt Tha. Dạ, cho con hỏi có nhận được tín hiệu không nhỉ? Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Pao Thoát mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2020, Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay: giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Dịch giả: Hòa thượng Thích Minh Châu. Phân đoạn bài chú thích: tỳ kheo Giác Đẳng. Kinh số 43, Đại Kinh Phương Quảng Mahavedanta Sutta. Phân đoạn 195 đến 198 sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải, điều hợp thảo luận Thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con cung kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Con cúng kính cung thỉnh Thượng tọa. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thái đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Thầy, kính lễ Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Đại Kinh Phương Quảng. Với những câu vấn đạo của tôn giả Gotita và những câu trả lời của tôn giả Sariputta, phương đoạn kế tiếp là nói về cái ý thức thanh tịnh. Một trạng thái tâm để vượt khỏi cái hạn hữu của sắc,
của sắc. Cái phân đoạn tiếp sau là nói về cái nguyên nhân để thành chánh tri kiến, để có được chánh tri kiến. Mặc dù ở đây cái nguyên nhân thứ nhất gọi là parato khô xá, chữ khô xá là tiếng, tiếng nói lạm vang, nhưng mà không thể nói là tiếng nói của người khác, do cái tiếng nói của người khác và do cái sự kéo đặc ý. Mà phải hiểu ở đây tức là được nghe lời nói của người khác, tức là nghe lời thuyết giảng của như Đức Phật hay Chư Thiên Văn Đệ Tử Phật chẳng hạn. Kéo tắc ý. Rồi phân đoạn 197 nói về cái sự hiện hữu của chúng sinh. Nhưng mà ở đây cái chữ này, chữ pháp hóa, chúng ta nên hiểu là sanh hữu. Có bao nhiêu sanh hữu, tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu để đi tái sanh. Và cuối cùng thì cái phân đoạn 198 là hỏi về cái chi thiền. Của thiền thứ nhất của sơ thiền, chi thiền của sơ thiền. Và sự từ bỏ năm thiền cái của sơ thiền, chúng ta học đến chừng đó thôi. Những câu hỏi này của tôn giả có thiết tá thì cũng không phải là khó hiểu đối với chúng ta, và cũng như câu trả lời của tôn giả Sariputta chúng ta cũng đã từng quen biết những cái pháp đó. Nhưng mà bây giờ để nghe ý nghĩa rộng rãi từ những cái câu vấn đáp này, chúng ta hãy nghe thượng tọa Tuyên Quyền giáo sư trong ngày hôm nay sẽ trình bày chi tiết. Nhưng mà trước nhất xin mời cô Huy Xuân đọc cho chánh văn của bài học, sau đó chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa giáo sư thuyết giảng. Nam mô Bổn Thầy Giảng. Nam mô Bổn Thầy Giảng, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, con xin đọc nội dung bài học. Bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Mattima Nikaya, kinh số 43, Đại Kinh Phương Quảng, Mahave Dala Sutta. Chữ Vedala trong phạn ngữ có nghĩa đen là cái gì thuộc kinh điển, nghĩa bóng là cái gì được giảng rộng nhờ phân tích.
Trong cổ văn chữ Hán, phương là vương vức, quảng là rộng lớn, cộng lại chỉ cho cái gì được giải thích rộng rãi. Trong kinh điển Pali thì chữ phương quảng dùng cho một trong chín loại kinh điển mang hình thức vấn đáp. Trong trường hợp này chỉ cho sự giảng giải rộng nghĩa qua hình thức câu hỏi và câu trả lời. Trong lịch sử Phật giáo, từ thế kỷ 1 Tây lịch, chữ phương quảng cũng được dùng để chỉ cho Phật giáo Đại Thừa. Bài kinh này gọi là Đại Kinh vì tiếp theo có bài kinh khác cùng tên nhưng ngắn hơn. Tôn giả Mahakothitta là một trong những đại đệ tử Phật được Đức Thế Tôn xác chứng là đệ nhất và tuệ phân tích Patthisampidappanam. Ngài xuất thân từ một gia đình Bà La Môn giàu có danh giá tại Sawatthi. Trước khi xuất gia theo Phật, Ngài được biết là người bản lãnh kinh điển Veda. Tôn giả Sariputta là một trong hai vị thượng thủ thinh văn, là bậc đệ nhất về trí tuệ trong các thánh đệ tử Phật. Chi tiết về Ngài đã được đề cập nhiều lần trong các bài kinh trước đây. Phân đoạn 195, cảnh giới vượt ngoài với năm trần cảnh. Đó là trình độ vượt khỏi dục giới và sắc giới đưa đến chứng ngộ thiền vô sắc. Kinh văn, thắng tri, này hiền giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ đến năm căn, có thể đưa đến gì? Này hiền giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ đến năm căn, có thể đưa đến hư không vô biên xứ. Hư không là vô biên, có thể đưa đến thức vô biên xứ. Thức là vô biên, có thể đưa đến vô sở hữu xứ, không có sự vật gì. Này hiền giả, pháp gì đưa đến nhờ gì có thể tuệ tri được? Này hiền giả, nhờ tuệ nhãn, pháp được đưa đến có thể tuệ tri. Này hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? Này hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa là thắng tri. Afinatha có nghĩa là liễu tri, Parinatha có nghĩa là đoạn tận, Pahanatha. 196. Chánh tri kiến do nghe diệu pháp và như lý tác ý. Ngài Sariputta trả lời rằng có hai yếu tố tạo nên chánh tri kiến. A. Được khai thị do bởi Đức Phật hay các đệ tử Phật thinh văn. B. Thành tựu nhờ như lý tác ý. Kinh văn, chánh kiến. Này hiền giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi? Này hiền giả, có hai duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi: tiếng của người khác và như lý tác ý. Này hiền giả, do hai duyên này chánh tri kiến sanh khởi. Này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi bao nhiêu chi phần để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức và tuệ giải thoát quả, tuệ giải thoát quả công đức. Này hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi năm chi phần để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. Ở đây, này hiền giả, chánh tri kiến có giới hỗ trợ, có văn, sutta hỗ trợ, có thảo hỗ trợ, có chỉ, sammatha hỗ trợ, có quán, vipassana hỗ trợ. Này hiền giả, chánh tri kiến được hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. 197. Sự hiện hữu của chúng sanh. Đó là sự pha trộn giữa nghiệp hữu tạo tác và sanh hữu. Sự hiện hữu do nghiệp quá khứ trong vòng sinh hóa. Kinh văn hữu. Này hiền giả, có bao nhiêu hữu phá hóa? Này hiền giả, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này hiền giả, như thế nào sự tái sanh trong tương lai được xảy ra? Này hiền giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc,
Các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia. Như vậy, sự tái sinh trong tương lai được xảy ra. Này hiền giả, như thế nào sự tái sinh trong tương lai không xảy ra? Này hiền giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tham ái được đoạn diệt. Như vậy, sự tái sinh trong tương lai không xảy ra. 198. Sự chuyển hóa sanh hữu. Tôn giả Mahakothitta hỏi một câu mới nghe dường như lạc đề, nhưng kỳ thật đây là điểm cho thấy sanh hữu không phải không chuyển hóa được. Câu hỏi sau lấy một điểm chúng sanh trong quả dục giới đi vào cảnh giới của thiền sắc giới như thế nào? Kinh văn Thiền Na thứ nhất. Này hiền giả, thế nào là thiền thứ nhất? Ở đây, này hiền giả, vì tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm, có tứ, như vậy, này hiền giả, gọi là thiền thứ nhất. Này hiền giả, thiền thứ nhất có bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần. Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo thành tựu thiền thứ nhất có tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Này hiền giả, thiền thứ nhất có 5 chi phần như vậy. Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ bao nhiêu chi phần và thành tựu bao nhiêu chi phần? Này hiền giả, thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. Ở đây, này hiền giả, vì tỷ kheo thành tựu thiền thứ nhất từ bỏ tham dục, từ bỏ sân, từ bỏ hôn trầm thủy miên, từ bỏ trạo hối, từ bỏ nghi, thành tựu tành, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Này hiền giả, như vậy thiền thứ nhất từ bỏ 5 chi phần và thành tựu 5 chi phần. Dịch giả Hòa Thượng Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo giác đẳng. Dạ thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Rồi, chúng con kính lễ Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thị Xỉu, Tôn Tổ Giác Đẳng, Tôn Tổ Pháp Tân, Tôn Tổ Minh Hạnh, đến Đức Pháp Tính, đến Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông, cùng Sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Apiwade Miswakato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakavato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tam Bảo. Mình nhờ quy lực Tam Bảo hành giáo hộ đến Sư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng Sư Phật Tử được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp tục cái bài kinh chúng ta gọi là cái bài kinh Phương Quảng, mà đây là bài kinh tiểu và đại. Hôm nay chúng ta học bài kinh đại. Tiếp theo cái đoạn 195 mà thượng tọa Thẳng đã phân đoạn, thì kính thưa quý vị, nó cảnh giới vượt ngoài cái năm trần cảnh. Bởi vì chúng ta thấy cái cõi dục của chúng ta là đối diện với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thì nó đối diện với sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Ở đây dầu cho có như thế nào đó thì cái thân xác này nó cũng sẽ đau đớn, nó cũng sẽ bị hư hoại, nó cũng sẽ bị nó cũng sẽ bị mất đi, vân vân. Cho nên đối với các vị mà tu thiền chính, người ta muốn vượt tu thiền chứng xong chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, sanh về các cõi thiền sắc giới, thì cái đề mục thiền sắc giới thật ra mà nói rằng chúng ta đừng có nghĩ rằng cái mình tu mình chứng sơ thiền mình dễ dàng, rất là khó.
cái chuyện mà ly dục đi ác bất thiện pháp thân, bao nhiêu đó cũng rất là khó khăn, chứ không phải là một chuyện bình thường mà chúng ta nghĩ đâu. Cho nên đối với các vị mà ta sẽ chứng đó, thiền sắc giới đã là một điều cực kỳ khó khăn. Và chứng ở các tầng thiền mà chúng ta thấy như ở đoạn cuối cùng đó, ví dụ như là chứng đắc sơ thiền tầm có chỗ tầm có tứ thì bao nhiêu ly dục đi ác bất thiện pháp, thì từng cái một lát nữa thì chúng tôi sẽ nói cho vị nghe chỗ này. Thì ở đó nó mới thấy một cái điều khó khăn, một cái điều lớn lao lắm. Ở đây kính thưa quý vị, đã là chứng đắc thiền để sanh về cõi sắc giới nó đã là khó rồi, sanh về cái cõi vô sắc giới nó lại càng khó hơn. Bởi vì ở đây nói đến cái mà vượt qua khỏi cõi dục và cõi sắc đưa đến chứng đắc thiền vô sắc, mà cái chúng ta cũng nhớ thở xưa khi mà còn là Bồ Tát, khi mà ngài đi tầm cầu đạo giải thoát ấy, thì gặp hai vị U La Rá và Ca La Má đã dạy cho ngài, ngay cả ngài tu mà chứng đắc tức thiền vô sắc luôn, có như điều mình bỏ ngài biết cái này cũng phải chưa phải là cái con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Thì nói lên cơ tánh mà để chứng đắc thiền phải là người tam nhân mà từng tu tập thiền nó mới dễ dàng, hay là người ấy có một cái định mạnh thì chúng ta mới dễ dàng chứng đắc thiền. Rồi có thể nói rằng chúng ta hữu duyên, chúng ta cố gắng chúng ta tu tập đi. Những điều mà chúng ta có thể nói, chúng tôi cũng muốn nói cho vị nghe là nó khó chứng lắm. Còn vấn đề mà những cái hiện tượng mà người ta thấy thấy bay lên hay thấy cái này thấy cái nọ, thì cái đó nó chỉ là cái thân kinh an hoặc cái tâm kinh an thôi. Là chúng ta có thể cảm giác như thế này, cảm giác như thế nọ. Thì dĩ nhiên có những người tu tập nó cũng chứng đắc được thần thông, thì cái chuyện đó nó cũng là không có khó khăn đứng cái nhìn của Phật, của lý của Phật pháp. Nhưng phải nói rằng là mọi cái chứng đắc thiền thôi, người ta tới luyện tâm thì nó cũng là một cái giai đoạn, nó cũng là một chuyện khó. Chứ đừng nói chỉ một cái trình độ mà vị ấy vượt thoát ra khỏi ngoài cái mà chúng ta biết là cái dục giới này, cái cảnh trần này và cảnh sắc giới này, và họ hướng tâm đến cái cảnh vô sắc giới. Nếu chúng ta học ở trong vi diệu pháp, chúng ta mới thấy để chứng đắc được thiền sắc giới nó cũng rất là khó. Chúng ta thành tựu được thiền sắc giới xong, chúng ta mới tiến bước qua cái thiền vô sắc giới. Chúng ta đi bằng đà rét được, chúng ta đi đường tắt được đâu, không được. Mà chúng ta phải chứng từ, có thể có sư phụ với cô nhớ như vậy có đúng hay không, phải chứng cái thiền sắc giới, sau đó là mới chứng cái thiền vô sắc giới. Điện tử nói như vậy, cũng như là có sư phụ ở đây thì cũng như mình phải nói cẩn thận, cũng nhớ lại vậy đó. Thì cũng như là cái như mình tôn trọng pháp, mà cũng như là quý vị biết là nói một cách cẩn thận, thì có nghĩa là hình như là không sai. Thì chứng đắc rồi xong, người ta mới từ bỏ được, từ bỏ cái thiền sắc giới này, mới tiến đến cái thiền vô sắc giới. Đó là cái sự thật. Mà chúng ta biết khi như vậy đó, bởi vì sao họ cảm thấy sắc cũng còn liên hệ đến sắc, cho nên về ước mong sanh về cõi vô sắc. Ở cõi này là cái cõi mà kính thưa quý vị, nó không có cái sự hiện được. Bởi vì cõi này thứ nhất là nó cũng cái sắc pháp nó không có bị ngoại diệt, bởi vì đâu có sắc pháp. Cõi này thì nó chỉ có tâm thôi. Nhưng cũng có cái bất lợi là chúng ta nhớ cõi này không bao giờ chứng đắc đạo quả được, bởi vì không có thân quán được, và không bao giờ có vị nào mà tu mà chứng đắc coi như là thánh đạo thánh quả tại chỗ đó được, không có. Có thể chúng ta tu rồi chúng ta, và coi như là cõi này cũng không có các vị mà chứng đắc thánh đạo thánh quả ta sanh về đây nữa, tại vì sanh về đó rồi thì không có, chỉ sanh về cõi ngũ tịnh cư của thiền sắc giới. Ngũ tịnh cư thì có năm cõi thiền của bậc thánh mà ta trú ngụ đó, thì năm cõi tịnh cư đó xem như đó như là một tây phương, cõi tây phương đó. Mà người ta lấy từ cái cõi đó ra thì có cõi tây phương của tịnh cư đó, cái chỗ đó nó yên ổn, và các vị đó ta sống ở nơi đó, chứng đắc thiền ở nơi đó đến khi mà chấm dứt người ta diệt
diệt tận cái niết bàn tại nơi đó. Thì cái thiền sắc giới này đối với chúng sinh, sau khi đối với những người nào mà tu tập chứng đắc xong cái thiền sắc giới và họ cảm thấy họ muốn tiến bực nữa, họ thấy mồ rời rời bỏ cái với cái tâm suy nghĩ rằng có cái thân này thì nó bị hư hoại, có cái thân này thì nó sẽ bị biến mất, nó sẽ bị cái sự vô thực, nó bị cái sự hoại diệt, cho nên vẫn hướng tâm tới làm sao mà không có thân, không có thân, thì thế là vẫn hướng mong đến cái cõi vô sắc giới, họ thành tựu được cái không vô biên, tức là hư không nó vô bờ bến, nó không vô biên xứ, mà không có nơi, không có chỗ, họ đạt được một cái cảnh giới đó. Thì kính thưa quý vị, nói vậy chứ không dễ dàng mà đi, chúng tôi nhắc lại là không dễ dàng mà đạt được cái không vô biên xứ đâu. Và ở đó có thể đưa đến cái cõi không vô biên. Thức vô biên, vô sở hữu, vi tưởng xứ. Không vô biên xứ này, nó hư không này, nó khắp cùng. Và nó cái biên đây cũng như là cái nơi mà nó ngăn lại cái nơi mà nó cái xứ là cái nơi, nó không có cái nơi, nó không có cái chỗ mà chúng ta dừng lại. Thì để chứng đắc được cái thiền này về đó, nó không còn cái thân, nó còn cái tâm. Mà cái tâm cũng vậy, và cái thức cũng vậy, đưa đến cái thức vô biên. Cái thức này, bởi vì chúng ta nói đến cái từ ngữ mà nói về thức, mà nói về tâm á, mà nó không có cái ngõ cụt, nó không có cái ngõ tận của nó. Việc chứng đắc cái tầng thiền này nó rất là cao cấp, nó rất là đặc biệt. Và vô sở hữu, tức là cái nơi nó không có cái chốn, mà nó không có cái sự vật gì cả, và gọi là phi tưởng xứ. Có cũng như không có, có cũng như phi tưởng, có mà không có, có cái nơi chốn đó. Thì cái bây giờ chúng ta cảm giác cứ suy nghĩ rằng cái cảnh giới đó nó rất là cao, cảnh giới thiền này rất là cao, cao cả. Cảnh giới thiền đó, phải nói rằng nếu chúng ta có sự tu tập đó, thì chúng ta mới dừng lại được. Chứ còn nếu như không, người ta tới đó là người ta sẽ thấy nó là, và trong kinh văn chúng ta thấy, đọc đó, nó vượt qua ngoài cái, nó phải được cái tuệ tri mới được, vì ấy mới biết được, mới vượt qua được. Chứ còn nếu như không là chúng ta nằm ở tại đó. Và tuệ tri được các cái tầng thiền của vô sở hữu, nó tắt tầng thiền, các tầng thiền của cõi vô sắc đó, thì mà vì ấy mới từ chỗ đó vì ấy mới buông bỏ, mới vượt qua tiếp tục nữa, thì chúng ta mới thành tựu được. Nếu như trường hợp một cái người mà phàm, và sau khi chứng đắc thiền, họ luyện từ cái thiền này họ chứng đắc đạo quả, thì đây chính là chúng ta biết gọi là a vị a la hán, kêu là thiền ước đó. Tức là họ có luyện thiền, hay là sau khi chứng đạo xong, chứng quả xong, họ chứng thiền, thì ngay cả cũng có khả năng luyện tới thiền vô sắc luôn. Thì đó là cái quá trình tu chứng của từng người. Mà nếu như chúng ta biết là ở cái tinh thần của người tu á, thì dẫu cho mà có hướng tâm, mà có tu tập về chứng đạt các tầng thiền này, thì đứng trên cái nhìn của Phật á, thì nó cũng bị hạn cuộc, nó cũng bị giới hạn. Và nói thành thật luôn, tất cả chúng sinh sanh tử lâm trâu, từ cái gì cũng đi qua hết, chỉ có chưa đi vào cái chưa có thể thành tựu được người sơ đạo, người sơ quả thôi. Chúng ta chưa có bước vào cái nơi đó được. Chứ còn như tất cả là người ở cõi dục, cõi sắc này, chúng ta đi qua hết. Chúng tôi và quý vị đã từng ra vào ở tam giới này. Bởi vì cái vô minh nó che khuất, chứ sự thật ra chúng ta cũng đã từng tu, từng chứng các tầng thiền này rồi. Nếu đứng trên cái nhìn gọi là luân hồi,
từ một chúng sinh khổ nhất mình cũng đã đi qua, và cũng như một cái cõi giới cao cấp nhất mình cũng đã đến, chỉ có một nơi thôi, chính là niết bàn mình chưa đạt được, hay là sơ đạo sơ quả mình chưa thành tựu được, chứ mình còn lăn đâu tới bây giờ. Bởi vì nếu như chứng đắc sơ đạo sơ quả thì đã là đặt chân vào một cái sự chấm dứt sinh tử mà có thời hạn của thất lai hay là nhất lai vân vân, thì đứng từ cái nhìn của Phật pháp, khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta mới thấy nếu chứng đắc thiền trong vô biên này, thức vô biên này, vô sở hữu này, phi tưởng vi phi tưởng xứ này, thì nó cũng chỉ là một cái cảnh giới của cõi thiền, ở đó chỉ hưởng lạc thiền thôi, và đến khi hết tuổi thọ chúng ta cũng tái sanh lại, tái sanh lại ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và thế thì chúng ta cứ liên quan tương sinh, tiếp tục tái sanh nữa. Đây là cái giá trị mà mọi chúng sinh không thể nào mà vượt qua được, chứ không phải là về cõi đó là cái cõi mà chúng ta thấy nó hoàn mỹ và nó đầy đủ đó. Cho nên bởi vì chúng ta phải còn sinh tử như thế, nhưng dĩ nhiên ở cõi đó nó hưởng lạc đặc biệt lắm. Và phải nói rằng nếu như những chúng sinh mà ở cõi của Phạm Thiên mà ta sanh xuống thì người ta tốt đẹp lắm rồi. À, người ở cõi cao mà người ta có cái phước, người ta có một cái sự tu tập nó lớn đó, thì nó còn hưởng được những cái đó đó. Thật ra mà nói, cái chuyện mà người ta nói rằng đó, tức là cứ coi như tiền thân có tu bây giờ mình mới được hưởng, nó cũng là đúng chứ không phải là không. Thứ nhất, mình có tạo những cái việc làm, hay mình đã từng tu những cái tầng thiền sanh từ cái cõi chư thiên hay là cái cõi cõi thiền xuống, thì những người đó là ít bao giờ khổ đau, bởi vì họ vốn họ có một cái tiền nghiệp, hoặc là cái tiền nghiệp. Còn những chúng sinh mà sanh từ cái cõi khổ sanh lên đó thì rất là nguy hiểm, bởi vì đã từ cái cõi khổ nó vượt qua được cái cõi khổ, tức là địa ngục và sanh Atula ngạ quỷ, thì họ có thể bị thiếu thốn, họ có thể bị không được như cái sự tốt đẹp của mình. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta cố gắng mà chúng ta tiến tu thì cái tốt nó lại càng được tốt, và nếu như chúng ta đã rời cái cảnh giới tốt đó thì chúng ta cũng còn chút gì đó gọi là nó vẫn là tốt đẹp hơn. Và kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm thiền chứng này đối với một người, nếu là người hiểu biết Phật pháp, nó không phải dễ dàng mà chúng ta thành tựu, mà chúng ta đạt được. Vì cái chỗ nếu chúng ta không dễ dàng mà chúng ta thành tựu đạt được đó, bởi vì cái này nó cũng còn giới vứt của Sankhara, của hữu vi pháp, của pháp hữu vi, cho nên còn phải bị chịu cái sự tạo tác, chịu cái sự sanh tử, chịu cái sự lăn trôi trong cuộc đời này. Mà kính thưa quý vị, nếu như người nào mà có cái sự tu tập thiền thì người đó cũng vẫn có một cái sự tốt đẹp hơn, vẫn có một cái điều mà để tất cả chúng ta đến đi nó thành tựu, nó tốt đẹp. Cho nên cái việc mà tu thiền thì dầu cho là tu thiền chỉ hay là tu thiền quán, nếu không tu thiền quán được mà tu thiền chỉ cũng là một điều tốt đẹp. Đó cũng là trách nhiệm và bổn phận của người tu. Những cảnh giới mà đối với người tu cần phải đạt được đó chính là không còn sinh tử khổ đau. Đó tức là chúng ta biết buông bỏ, chúng ta tu tập thiền quán thì là có cái trí tuệ để chúng ta liễu ngộ được. Và đó chính là một điều mà tất cả chúng ta cũng không dễ dàng đạt được. Qua cái đoạn thứ hai á, đối với cuộc chánh tri kiến, cho nghe diệu pháp và như lý thắc ý, đây là một điều hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp. Nếu như chúng ta thấy ngài sẽ là Phật, ngài trả lời có hai yếu tố tạo nên chánh kiến. Một cái điều này nó được khai thị, nó được khởi lên á, được chính Đức Phật và các bậc thánh văn chỉ dạy. Tức là chúng ta thành tựu cái như lý thắc ý được,
Thứ nhất là chúng ta phải thành tựu cái như ly tật ý đó. Do cái duyên như lý tất ý đó nó mới khởi sanh lên cái chánh kiến. Và thành tựu được cái chánh tri kiến này, đây nó rất là đặc biệt. Do khởi lên là do tiếng của người khác. Và như lý tất ý, tức ở đây chúng ta do nghe. Tức là chúng ta nghe diệu pháp, chúng ta thân cận các bậc trí tuệ để nghe cái lời chỉ dạy. Và từ chỗ đó tâm chúng ta mới hướng tâm cái như lý tất ý vô lý somanasikara này. Chúng ta mới hướng tâm đúng, chúng ta mới suy nghĩ đúng, chúng ta tầm tứ nó đúng, hướng tâm và suy nghĩ đúng chỗ đúng điểm, thì cái đó mới khởi sanh lên chánh tri kiến. Bởi vì chúng sinh rất là nhiều, nhưng kính thưa quý vị cũng rất là nhiều, rất là nhiều người thầy chỉ dạy, và chúng ta gọi là thầy đúng, bạn đúng á, thì nó là một điều hết sức là hữu duyên cho chúng ta. Hay là thầy hay, bạn giỏi. Thầy hay ở đây không phải là thầy đã nói cho chúng ta nghe mà nó đã cái lỗ tai, mà thầy đó chỉnh cho chúng ta hiểu đúng, biết đúng. Đây là một cái ơn đức mà nó cao cả, mà chúng ta được thọ giáo, mà chúng ta được hàm thụ, mà được suy xét, được như lý tất ý do cái sự truyền trao. Bởi vì một vị pháp sư nó rất là quan trọng, một cái vị thầy nó rất là tốt, nếu rất là quan trọng, nếu như mà chúng ta chỉ dạy lại cho những người đệ tử nó đúng đắn á, thì chúng ta rất là có phước. Nhưng ngược lại, nếu như mà chúng ta mà học sai, sai lầm địa chỉ rồi đó, thì kính thưa quý vị, nó đi coi như nó đi mua ngàn luôn. Bởi vì có một cái chánh tri kiến đời đời, chúng ta nhớ là chúng ta phải có một chánh tri kiến và chúng ta học hiểu Phật pháp. Bởi chúng ta chưa nói là gieo cái phước trí tuệ, chúng ta đang nghe diệu pháp, chúng ta nghe nhiều và chúng ta thẩm tri hay là như tất ý nhiều, thì cái chánh tri kiến của chúng ta nó được tốt. Rồi bây giờ dầu cho quan của chúng ta ở cái nơi đó, tức là nguyên cái xứ, nguyên cái chốn đó toàn là ngoại giáo hết, thì chúng ta biết, chúng ta cũng tìm về, chúng ta cũng thế nào mà bị lạc vào một cái cõi mê hồn trận của chính họ được. Nếu chúng ta có một chánh tri kiến từ tiền thân mà chúng ta đã tạo những cái nhân của chánh tri kiến, thì khi chúng ta thấy nghe cái mùi, thấy cái hơi là chúng ta biết cái này nó không phải đúng. Và chính vì vậy cho nên bảo vệ cái sự uy nguyên, cái sự tốt đẹp, cái lời Phật dạy này. Và đó chính là chúng ta bảo tồn cái chánh tri kiến cho mình, chứ không phải cái gì cũng nghe hết, cái gì cũng tin hết, cái gì cũng đạo nào cũng là đạo mà cũng không cần thiết. Đạo nào cũng dạy con người ăn hiền ở lành, làm tốt cho ai rồi dạy làm xấu. Ở đây không phải nói cái tốt xấu đó nữa, mà nó cao cấp hơn. Tức là mới chỉ ăn hiền ở lành, nó chỉ mới là cái quả thiện, cái nhân thiện trong cuộc đời thôi, chứ nó không phải là cái nhân mà đưa đến sự chấm dứt, cái tận tận, cái sự khổ đau trong cuộc đời này. Đối với Đức Phật, cái chánh tri kiến này, cái mà nghe đúng, nghe tiếng, hay là như lý tất ý ở đây, tức là được cái sự truyền trao, được cái sự chỉ dạy. Đối với thời xưa, tức là Đức Phật hay các chư hiền thánh tăng, ngày hôm nay một chư hiền thánh tăng hoặc là các bậc thầy để giảng giải về kinh luật luận cho mình, và đặc biệt chính là chúng ta học được cái luận, thì đó là cái ví dụ pháp, nó hỗ trợ cho như tâm của chúng ta, nó phân tích, nó biết một cách rõ ràng cái bản thể của chân đế, của tục đế, của chân đế. Thì người nào mà hiểu biết được cái giá trị của chân đế, của tục đế, cái giá trị của chân đế đó, thì người đó đó mới có thể gọi là một chánh tri kiến được cái sự thật của các pháp. Các pháp này nó giả tạo, đây là các pháp sự thật, nhưng cái sự thật này rồi nó cũng bị cái gì, rồi nó cũng chỉ là một sự thật sinh ra trong cuộc đời. Và những cái mà chúng ta bám chấp là tiếng sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay là cái danh, tài sản, cái tiền của, tất cả những gì chúng ta đang cầm nắm này, nó chỉ là cái tướng thôi, mà nó đi qua khi mạng sống này chấm dứt. Chỉ có cái sự thật đó là cái gì? Là cái sự tử, cái sự sanh đến, cái sự tử đến, cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, đó là sự thật nó phải tới. Cái sự sanh, cái sự lão, cái sự bệnh, sự tử của tất cả chúng sinh, cõi ngu quẩn lại như vậy, mà không thể nào có cái sự đổi thay được.
Nếu như chúng ta hiểu được khi chúng ta hiểu biết được cái tâm tu mà không có vướng vấp ở một cái có một cái chánh tri kiến thì người đó hành xử nó cũng khác nữa. Còn nếu người mà không có chánh tri kiến thì họ dễ bị lay động, họ dễ bị chao đảo. Người mà hiểu biết về các pháp mà nó do cái gì, nó có cái tục đế, nó có cái chân đế thì người em như lý thức ý nó dễ, và người ấy khởi lên cái chánh tri kiến nó dễ, khởi lên cái chánh kiến nó đúng đúng đắn. Bởi đây xác định là có bao nhiêu duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi. Có hai cái duyên khiến chánh tri kiến sanh khởi, đó là tiếng của người và như lý thức ý. Hai duyên này cái chánh tri kiến khởi lên. Nhưng mà cái này phải người đó phải nói đúng kìa. Dĩ nhiên nói cái lời gì? Nói cái lời chánh pháp, nói cái lời diệu pháp, nói cái lời đưa đến dục đoạn tầng, dục được đoạn trừ, ly dục được sanh khởi, hay là nói đến cái thiện, cái ác được khắc trừ, và cái thiện, cái tâm thiện nó được khởi sanh lên, và nói đến chỉ cho chúng ta biết được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, chỉ cho chúng ta biết được cái nhân, đây là cái sự khổ đau, và nguyên nhân của cái sự khổ đau đó chính là tham ái, và chỉ cho chúng ta biết được cái sự tịch tịnh, cái sự vắng lặng, và chỉ cho ta biết con đường dẫn đến đưa đến sự tịch tịnh, sự vắng lặng. Thì kính thưa quý vị, cái tiếng của người đó, cái như lý thức ý đó, tiếng của người đó nói như thế, thực hiện như thế, làm cho chúng ta như lý thức ý nó đưa đến một cái chánh tri kiến mà nó đầy đủ, mà nó tốt đẹp. Tức là nói lên cái sự khổ và cái sự chấm dứt khổ cho chúng ta, cho chúng ta hiểu. Đây là một điều đặc biệt. Mà ở đó, con người đó chúng ta không dễ tìm. Kính thưa quý vị, lời ngay thì hay mất lòng, thuộc đắc đã tật, đó là sự thật. Bởi chúng ta chấp thủ quá đi. Mà khi chúng ta nghe coi như là khiều tới chúng ta, cái chúng ta la làng ra sốt. Sự thật nói cái điều này có sư phụ tại siêu, thấy cái điều đó sai là sư phụ tại siêu nói, sư phụ nói. Thì nói cái điều đó nhiều khi chúng ta nghĩ là trời sư nói sao nó căng thẳng. Nhưng điều quả thật nếu không nói thì chúng ta không biết, đó là cái điều sai. Bởi vì một điều trong cuộc đời này á, là chúng ta khó nghe Phật Pháp lắm. Chúng ta khó nghe diệu pháp. Cứ chỗ của thành một bộ đồ khích cha sát tham mát sâu năng mà. Tức là khó được cái nghe diệu pháp. Chúng ta nghe được diệu pháp. Cái vị nào mà khi nói mà chúng ta không lưu ý để chỉnh. Tại sao mà không lưu ý? Tại sao mà không có sự quan tâm? Tại sao mà không có một cái tâm chú ý? Bởi vì nói ra đó, nó là coi như nói là những lời vàng ngọc của Phật, nói là những lời của chắc có một chánh tri kiến, nói là những cái lời sự thật. Bởi vì những lời nói này là do Phật hay là chư hiền thánh tăng đã nói, đã thành tựu, và bây giờ nói ra như vậy để chúng ta có một tri kiến, nói ra như vậy để chúng ta thành tựu, chúng ta có một như lý thức ý đúng, cứ như lý thức ý đúng thì kết quả nó mới đúng, nó tạo cho chúng ta có một cái chánh tri kiến. Thì chứ không phải là cái lời nói này chúng ta nghe trụ sâu, sao sư nó nói hay quá, sao thầy nó nói nghe, nó nghe nó đã cái vỗ tay rần lên rồi, xong đứng dậy dậy không có biết gì hết trơn, hay là thầy đó nói cái gì đó là đã cái tai của mình, đúng cái niềm đau nỗi khổ của mình, chứ mình thích. Kính thưa quý vị, đúng cái niềm đau nỗi khổ của mình thích đó, mình cho rằng nó hay, cái đó không phải vậy, mà chính là chúng sinh đau khổ hiện hữu, là đau khổ có mặt xuất hiện trên cuộc đời này, phải bị cái sự thương xa ghét gần, cái điều bất tự nguyện nó sẽ tới với mình, và bị nghiệp quả của chúng ta nó
nó phân xử chúng ta. Đó là cái sự thật. Và khi chúng ta nghe một con người mà chỉnh, một con người mà chỉ thắng, một người mà vạch rõ cho chúng ta, thưa quý vị, chớ có trách người trí cho rằng mình như thế nào mà, tức là khi được nghe người trí trong kinh dạy đó, trong khóa của kinh dạy đó, khi người trí chỉ lỗi cho mình như là chỉ chỗ chôn vàng, nó chỉ lỗi cho mình như vậy, ở đó tức là mình biết mà mình sửa, mình sửa thì mình mới mới được tốt đẹp, mà mình sửa mới được tốt đẹp như vậy. Chứ còn nếu như ở trong cuộc đời này vì cái sự mê chấp á, chúng ta không bao giờ mà chúng ta có sự hiểu biết, có sự tôn trọng hay có một cái sự nhìn lại chính mình được. Mình cứ bằng cái ái chấp của mình, bằng cái ta của mình, tự mình cho rằng mình là được như vậy, mà mình ai đụng tới mình một cái là mình phản ứng, mình buồn, mình giận, mình hờn, vân vân. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta có một cái sự suy nghĩ như vậy, đó là mình sai. Tất cả tu tức là để có sự buông bỏ. Có bậc hẳn chúng tôi thuyết giảng ở trong trong cái phương pháp của chúng tôi nói, tu làm sao đó để chúng ta buông bỏ bớt, chúng ta tu làm sao mà chúng ta cảm thấy nghe. Càng ngày chúng ta càng tu, rồi càng ngày chúng ta cảm thấy càng thấy nó chất chồng, đó là người đó không có một chánh tri kiến, nó tốt đẹp, nó khởi sanh. Bởi vì hiểu biết về cái pháp Phật á, thì không phải nó tấn mình già cái nó sanh tật, nói gì là chết. Đối với người tu mà nó già sanh tật là già, chúng ta phải sanh sanh nó sanh lên những cái điều tốt. Chứ nếu chúng ta nó sanh tật thì thỉnh thoảng bị phóng dật nó sanh tật chút xíu, chứ chúng ta đừng có cho rằng cái tật tánh đó là nó do chúng ta không khéo tu. Cái này chúng ta phải thành thật nói như vậy. Mà khi thí dụ như được cái sự chỉ thẳng như vậy, chúng ta buồn, chúng ta nghĩ chúng ta lớn rồi mà nói chúng ta như vậy, là chúng ta hiểu biết như thế này, hiểu biết như thế kia, nhưng sự thật ra là càng tu được nhiều, chúng ta càng thấy mọi việc nó đơn giản nhiều, và nó nhẹ nhàng, và nó buông bỏ được, trong kiểu mà áp lực. Bởi vì bị công việc áp lực, đó cũng là một điều bất lợi. Chứ lẽ ra chúng ta cảm thấy cho mình được nhẹ nhàng thì nó đỡ hơn. Bởi vì cho nên á, trong kinh Phật nó cái vị trụ trì là cái vị mắc nợ. Còn ai mà cứ hanh ham mà đi, cứ đi tranh đi giành cái vị trụ trì là người đó chưa hiểu biết, chưa có một chánh tri kiến. Thật như vậy đó, có thể làm trụ trì nó mệt vô cùng, đủ thứ đủ chuyện hết, chứ phải được người ta khen là trụ trì nghe nói cái dữ dằn lắm. Trụ Như Lai xứ, trì Như Lai tạng, ở nhà Như Lai gìn giữ, coi như là pháp tạng của Như Lai. Nghe nói nghe dữ dằn vậy chứ, nhà Như Lai, cái nhà này thật là cái nhà của Hữu Vi Pháp thôi. Thì cứ như già lam của tăng già thôi, rồi nó cũng rồi cũng theo cái duyên của vô thường, của não vô ngã. Thì ở đây muốn nói như vậy để ông có chánh tri kiến nó mới được tốt đẹp. Rồi chúng ta biết chúng ta phải thường tu tập về cái gì đó, nói như chúng ta thấy thường phải thường tu tập về về cái sự vô thường, về cái sự khổ não vô ngã. Chúng ta tu tập về thiền quán, chúng ta tu tập về thiền chỉ, chúng ta quán về cái nghiệp, quán về nhân quả, thì nhờ như vậy nó mới tạo cho cái chánh tri kiến nó vững vàng đối diện với nhân quả. Cho nên dầu cho bất cứ cái nhân xấu, quả xấu nào, thì loại quả xấu, nghiệp xấu nào mà tới, chúng ta cũng biết đón nhận. Chứ thường thì sao chúng sinh phàm phu, khi cái nghiệp lành á, nghiệp tốt nó khởi sanh đến cho mình thì mình thích thú, mà khi cái nghiệp mà nó bất lợi, nó khởi sanh đến ta thì ta mệt mỏi, ta cảm thấy ta thất vọng vô cùng, vân vân. Thì đó chính là một điều mà chúng ta chưa có một cái trọng tâm để chúng ta
giải quyết một cái chánh tri kiến của chính mình để nó được tốt đẹp. Và như thế thì xem như chúng ta cũng bị một cái, cũng bị mắc kẹt ở trong cuộc đời này. Và kính thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy đối với cái người mà có cái chánh tri kiến như vậy, và thế là người ấy mới thành tựu, mới đạt được. Với cái thành tựu được cái gì? Thành tựu được cái tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Vậy chỗ này rất là đặc biệt, rất là hay. Chúng ta biết là cái chánh tri kiến được hỗ trợ bởi có cái tâm giải thoát, và tâm giải thoát quả công đức và tuệ giải thoát. Quả công đức ở đây này, chánh tri kiến có sự hỗ trợ, có văn hỗ trợ, có sự thảo luận hỗ trợ, có chỉ, có quán hỗ trợ. Thì ở đây chúng ta biết là một chánh tri kiến đó phải được học, phải được nghiệm suy, phải có cái tu chỉ hay là tu quán, tức là chúng ta tu thiền định, tức là chúng ta tu về thiền sắc giới, tức là thiền chỉ hay là thiền chỉ, tức là 40 điều mục thiền chỉ, hay chúng ta tu tập thiền quán, tức là thiền tuệ đó, hay thiền tử niệm xứ đó. Thì như thế cái chánh tri kiến nó mới được khởi sanh, hay là cái tổ cùng của cái phước trí nó mới khởi sanh lên được. Tức phải tu tập thiền quán, chúng ta nhớ nha, cái tổ cùng của phước trí chúng ta phải tu tập thiền quán. Và cũng như là cái tổ cùng của cái phước đức, cái chính là tu tập về cái thiền chỉ hay là tu tập tư tâm. Thì ở đây khi có cái sự hỗ trợ, khi có cái sự có cái văn ở đây, tức là vị ấy được học mà nhớ, và đó cái sự thảo luận này, tức là cái sự trao đổi, cái sự thọ trì với người khác mà có được, và nó hỗ trợ cho chúng ta có một chánh tri kiến, tức là những cái hoài nghi, những cái thắc mắc để chúng ta có cái điểm, có cái nơi mà chúng ta hỏi đúng các bậc thầy, hỏi đúng những cái người mà hiểu biết Phật pháp, có một chánh tri kiến, và họ nói cho chúng ta nghe, thì chia sẻ cái chánh tri kiến đó cho mình. Và dĩ nhiên tu tập về cái thiền chỉ, tức là cái tâm được nó được cái điều tốt đẹp, tức là định tĩnh, cái tâm nó có cái định để chúng ta có thể hiểu biết được, nhận biết được. Và đặc biệt có cái quán ở đây, tức là suy quán được cái sự sanh sự diệt của các pháp ở trong cuộc đời này, hay là suy nghiệm được cái nhân cái quả nó khởi sanh, chỉ là nhân quả, chỉ là cái sanh đến đó, diệt đó, cái nhân quả và cái các pháp sanh và các pháp diệt này, đối với cái việc tu tập về cái thiền đại, người ta mới thấy được chính cái sự sanh sự diệt này, mới thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ não, thấy được cái sự vô ngã. Thì kính thưa quý vị, như vậy mới gọi là thành tựu được một cái tâm và cái tuệ giải thoát, nó công đức tốt đẹp. Và cái sự hiện hữu của chúng sinh ở đây, chúng ta biết nói đến sự hiện hữu, tức nói đến cái chữ phá quát, tức là có, hay là phá quát đây, hay là cái sự hiện hữu của chúng sinh đây, có nghĩa là cái sự sanh lại trong tam giới này của chúng sinh. Và đó tức là sự phá trổ của nghiệp hữu hay là sanh hữu, tức là thường thường chính vì có cái gì, có vô minh nó duyên cho hành, là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Vô minh đây là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Và bất tri tập, bất tri đạo đó nó duyên cho phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Hành này duyên cho thức, thức này duyên cho danh, và thức này duyên cho sắc, thức duyên cho danh sắc. Ở đây chúng tôi nói trên cái dòng hiện hữu, trên cái mà chúng ta gọi là cái duyên khởi đó, bất tích chư sơ mốt ba đâu quay nhà tham mô. Thức
thức duyên cho danh, thức duyên cho sắc, tức là thức này để tái tục về cái cõi sắc giới, và cõi thức duyên cho sắc mà không duyên cho danh, tức là cõi sắc giới mà cõi vô tưởng, và thức duyên cho danh sắc ở đây tức là cõi ngũ uẩn, và thức duyên sắc mà không duyên danh đó, cái loại thức duyên danh mà không duyên sắc đó là sanh về cõi vô sắc, vân vân. Còn cõi ngũ uẩn hay cõi sắc giới ngũ uẩn thì có đầy đủ sắc và có đầy đủ danh, thì đó chính là cái nghiệp cũ từ trong quá khứ mà chúng ta trợ tạo cho chính chúng ta. Đó chính là khi nãy nói là thức duyên cho danh sắc duyên cho có sáu nhập. Thế mà có đầy đủ năm căn, có đầy đủ ngũ uẩn, tức là duyên cho cho danh sắc này thì nó có đầy đủ, tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Và từ chỗ năm uẩn này nó có mặt thì nó duyên cho năm trần cảnh, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thị căn, thân căn, ý căn. Nó có năm căn này. Chính năm căn này nó mới có cái dẫn vào cái gì mới thấy được nhập. Nó có căn cảnh và thức được hiện khởi thì thế là được xúc có mặt. Mà ở đây lục coi như là sắc, coi như là thức duyên cho danh sắc duyên cho lục nhập duyên cho sẽ duyên cho lục xúc. Chúng ta nhớ lục nhập sẽ duyên cho lục xúc, tiếp tục là lục xúc nữa, lục xúc duyên cho lục ái, xin lỗi, xúc duyên cho thọ, lục thọ. Từ có cái căn cảnh và thức này mới cảm giác mới cảm biết được, nó mới duyên cho cái lục thọ, cảm thấy vừa lọc cái kể cả lạc, hoặc là khẩu thọ, lạc thọ và phi khẩu phi lạc thọ, vân vân. Từ cái chỗ đó có cái thọ này nó mới ái khởi sanh, vừa lòng khải thể ca lạc thì khởi sanh ái, mà không vừa lòng khải ca lạc thì ưu thọ nó khởi sanh. Ái này nó duyên cho lục ái, tức là tục thọ duyên cho lục ái, lục ái này duyên cho lục thủ. Lục thủ này khi chúng ta biết không thể bảo vệ, không thể bảo vệ, không thể bảo giữ được, do cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã. Chẳng hạn giờ mình yêu cái thân này, mình thích cái thân của mình nè, yêu cái mạng sống của mình nè, nhưng mạng sống của mình phải bị cái sự vô thường, cho nên giữ không được. Giữ không được cho nên chúng ta phải chết. Mà khi chúng ta chết, chúng ta đâu có muốn chết mà chúng ta muốn sống. Thế là phá quá có mặt. Tức là sanh vào cái cõi, một là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Đó, chúng ta ước muốn sanh về là do tùy theo cái nghiệp duyên của mình đang tạo đây, và nó sẽ trợ tạo cho chúng ta. Tức là sanh hữu nó khởi sanh, sanh về các cảnh giới của sắc, của dục giới, sắc giới hay là vô sắc giới. Và nghiệp hữu đó chính là do cái nghiệp của mình đã tạo, để nó sẽ thọ sanh trong kiếp nào và nó đi về trong kiếp đó, thì trong cái vòng sinh hóa đó. Và kính thưa quý vị, thế là hữu có mặt đó, hữu có mặt thì có gì, có sanh ra thì sẽ có già chết, sầu bi khổ ưu não, và thế là bà tích sớm bất ba đô và giờ tham mô, cái vòng liên quan tương
Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ quý vị nghe nghe tiếp được chưa? Dạ quý vị nghe lại không? Bây giờ chúng tôi vào cái mạng 3G, 3G đó. Biết cái này nó được bao lâu cũng hên xuân rồi. Lạ kỳ vậy đó. Đâu này cái mạng nó hay bị rớt cái chỗ đó đó, tức là nó hay từ nó đẩy ra bất tử. Làm tới cái chỗ nào rồi. Dạ tốt hả sư Tây Trì? Dạ mô Phật. Thì kính thưa vị, chúng ta đang đang nói với cái sanh hữu cái nghiệp hữu đó, đó. Chính vì cái sanh hữu nghiệp hữu này và nó dẫn dắt cho chúng ta đó, chúng ta muốn sanh thì nó có cho sanh, và thế là có khởi sanh lên, có già chết, rồi bị khổ não, và cái vòng liên quan tương sinh của tất cả chúng sinh là như thế, cứ sanh đời này kiếp nọ, và sinh khi sanh ra chúng ta lại không nhớ cái gì hết, bởi vì bắt lấy coi như là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc rồi cứ chạy theo nó quên hết. Đó là sự thật. Tại sao chúng ta không nhớ tiền thân? Bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng của sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, cho nên chúng ta không nhớ gì tiền thân cả. Cho nên nói rằng cái sự pha trộn của nghiệp hữu và sinh hữu á, đó là một vòng sinh hóa, đúng, một vòng sinh hóa nó vận chuyển cho tất cả chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Và có thể nói rằng là chính cái sinh hữu nghiệp hữu này nó giới thiệu cho chúng ta đến các cõi giới của tam giới hữu vi này. Nó là như thế. Và cái điều tiếp nữa, cái điều mà cuối cùng thì chúng ta biết là để tu tập mà để thành tựu và để coi như là và hỏi rằng thì coi như là và tiếp tục hỏi là thế nào là coi như vượt qua khỏi cái sanh hữu này, thì cái đó khi nào minh sanh thì vô minh diệt, được xả ly, nó vượt thoát khỏi tham ái, thì cái đó vòng sanh tử nó không xảy ra. Đúng như vậy đó. Thế nào là sự tái sanh trong tương lai không xảy ra, thì đó chính là vô minh diệt được, xả ly được vô minh, tham ái được diệt trừ, thì tất cả sẽ không còn. Thì chính cũng như là cắt cái sanh hữu, tức là chúng ta biết vô minh diệt thì hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì không có, sanh hữu nghiệp hữu không có, thì làm sao có già chết sầu bi khổ u não có mặt, không có. Đây là một điều mà chắc chắn nó phải ra như thế. Và kính thưa quý vị, nói về cái chi thiền thứ nhất, tầm tứ hỷ lạc định. Đây là năm chi thiền mà có thể nói lột tả để nói lên được cho tất cả chúng ta thành tựu được chi thiền thứ nhất, thành tựu được chi thiền thứ hai, thành tựu được chi thiền thứ ba. Thì chúng ta thấy nó luôn luôn ở mà chúng ta thành tựu được, thí dụ bây giờ mình chứng đắc được sơ thiền,
Thưa quý Phật tử, trong khi chờ đợi sư Tăng Từ Quyền trở lại, chúng tôi xin được tiếp lời. Trước nhất là chúng ta nên nhắc lại là bài kinh này được kết tập với cái nội dung nói lịch sử, nói lên một cuộc đàm luận giữa hai bậc thượng trí, câu số hạ đệ tử Phật, ngài Sariputta và ngài Mahakosita. Và đề tài mà hai ngài nói đó, nó không có giống như cái quan niệm thường tình của chúng ta, mà đề tài này là đề tài nói về sự chuyên biệt của thiền. Và chúng ta nghe loáng thoáng thì dường như có cái quen thuộc và cả cái xa lạ, mà cái xa lạ thì nó lại nhiều hơn. Trong bài học ngày hôm nay thì ngài có đề cập đến cái sự vượt thoát đối với năm trần cảnh. Điều này là một bài học lớn chứ không có nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, thông thường đó là nó dựa lên trên sắc, tinh, khí, vị, xúc. Nếu chúng ta để ý cho kỹ đó, là hàng ngày đời sống của chúng ta, cái thích hay cái không thích, cái được hay không được, thì thưa quý vị, đều có liên hệ đến sắc, đến thinh, đến khí, đến vị, đến xúc hành. Từ cái chuyện mà mình ăn mặc như thế nào, mình mua căn nhà như thế nào, mình đi chiếc xe như thế nào, mình sống với ai đó. Ví dụ như trong đời sống của chúng ta, khi mình nói mình thương một người, thì mình nghĩ mình thương là thương con người, chứ sao có chịu thượng thích sắc thinh khí vị xúc của người đó. Nhưng mà thưa quý vị, thật tình mà nói đó, thì nó có một số cái liên hệ giữa mình thương một người và thương cái sắc thinh khí vị xúc. Ví dụ một người đó mình thương là hình ảnh như vậy, khuôn mặt như vậy, nhưng mà bây giờ sau đó rồi do lý do gì đó một khuôn mặt khác đi, hình ảnh khác đi, thì mình còn thương hay không? Đó là câu hỏi mình đặt ra. Rất đơn giản, trong cuộc sống của chúng ta là sắc thinh khí, hương khí, vị xúc, nó chi phối đời sống rất là nhiều. Nhưng mà ở tại đây, khi mà ngài Mahakosita đề cập đến năm căn, thì thứ vị ngài đề cập đến một cái khái niệm về vật chất. Và vật chất, để vượt khỏi vật chất và đạt đến, thì vượt khỏi vật chất đi về đâu? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng vượt khỏi vật chất thì vì đó thì chứng không vô biên, tức vô biên vô sự hưởng, tức là vượt khỏi tình trạng vô sắc. Như vậy khi vượt khỏi năm căn ở tại đây, nó là một câu hỏi lớn. Không đơn giản là chúng ta có thể vượt khỏi sắc được, không đơn khỏi vượt khỏi thân được. Ngay trong đời sống tu tập của người Phật tử, đôi khi sắc tướng và âm thanh thấy vậy chứ chúng ta không có vượt qua nổi. Một người vào chùa tu, chúng ta ngồi thiền cũng hơi khó, và trong lúc chúng ta thích tạo tượng, thích hình tượng, thích có một ngôi chánh điện đẹp, thích có một mái chùa đẹp, thích có một phòng thờ đẹp, ở trong đó có sắc tướng, âm thanh cũng vậy. Có thể chúng ta không thích nghe nhạc, nhưng mà thay vào đó chúng ta thích nghe tiếng tụng kinh, chúng ta thích nghe âm thanh của một vị nào đó nói pháp vân vân, thì sắc tướng và âm thanh luôn luôn nó có một cái ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống. Cho đến khi nào mà chúng ta thật sự ngồi thiền, mà ngồi thiền lúc đó chúng ta thấy hơi thở, chúng ta thấy những cái án xíu mà chúng ta tu tập đó, có một cái ảnh hưởng lớn đủ để chúng ta không cần những gì thứ khác. Có một lần thứ thì chúng tôi có nghe một vị sư, vị sư đó là người Thái Lan, vị sư đó kể chuyện là khi mà ngài còn mới
đến trường ở trên xa trung tập. Thì hai năm đầu nghĩ rằng mình tu rất là tinh tấn, dạ, tu rất là tinh tấn. Và trong sự tinh tấn thì vị này có cảm nhận như là mình đã đi một cái chặng đường khá xa. Thứ vị rồi có một lần có chuyện xảy ra là vị này đi từ Bangkok về Ubon, và trong chuyến đi đó thì do cái chỗ ngồi chắc nên di cái hành lý của vị này được chất ở trên, ở trên nóc, ở trên mui xe, có lẽ lúc đó xe cũng chặt. Và khi chiếc xe đi ngang một cái cầu thì không biết lý do gì đó mà nó tạo ra một cái tai nạn. Người trong xe không sao nhưng mà nhiều đồ đạc ở trong xe nó rất sụp sông, và kể cả cái tư trang của vị này, tư cụ ở trong kinh, ở trong chùa gọi là tư cụ, tức là đồ sải riêng của vị này, nguyên cả một cái túi ở trong đó có bình bát này có kia. Thì vị này trở về Wat Pho Phong á, chỉ có chiếc y mặc trên mình với cái đải mà không còn có cái túi lớn á, chúng tôi thường hay gọi túi càng khôn, túi đựng bình bát rồi đựng y tăng về lê đựng này kia. Thì bởi vì vị này cũng quen ở trong chùa nên trong chùa nhanh chóng là xuất kho ra để trao lại cho vị này những gì đã mất. Thì ở trong đó có một điều mà vị này muốn, là vị này muốn có một cái tượng Phật, những tượng Phật nhỏ để đi đâu trong rừng hết rồi chưa mang theo. Thì vị này kể lại trong bài pháp, vị nói rằng đặc biệt là cái pho tượng Phật mà vị đó có đó, là cái pho tượng bằng gỗ tương đối nhẹ chừng một gang tay, do một cái người người lính Thái khi mà đi lính đó, buồn mà không có chuyện làm, vị này đã dùng cái dao và dùng gỗ để khắc lên tượng này. Nhưng mà cái nét rất là đẹp, cái diện rất là đẹp so với những khuôn mặt khác. Rồi khi mà mất đi tượng đó thì vị này vào trong kho đó thấy cũng có nhiều tượng Phật nhưng bằng đồng, bằng đề, bằng ghi, còn gỗ nữa, nhưng mà không có cái khuôn mặt nào mà vị này cảm thấy rằng nó đẹp như là cái khuôn mặt của tượng Phật bằng gỗ. Và vị này cứ nghĩ gửi tiếc nuối tượng Phật đó hoài, đã mất rồi. Thì sau đó vị đó lại đem cái tâm trạng này trình lên Ngài Trên Xa, và Ngài Trên Xa Ngài khuyên là nên dùng cái đó làm cái đề mục quán tự, và cái án xứ để quán tự. Ví dụ như là khi mình vào ngồi thiền thì cái việc quan trọng nhất của mình là niệm hơi thở, nhưng mà mình vẫn không thấy hơi thở là quan trọng, mà mình nhớ đến cái tượng Phật đã mất mới là quan trọng. Dạ, tượng Phật. Thì như chúng ta nói hàng ngày, ô một vị tu sĩ tu tập mà vị đó tiếc một pho tượng thì không có vấn đề gì, nhưng với một người tu tập ở trong lúc đó thì pho tượng là pho tượng, dù là pho tượng đẹp, pho tượng xấu là pho tượng, pho tượng nào cũng tượng Phật hết. Nhưng mà vị này lại cảm thấy rằng mình rất là tiếc nuối, dạ, rất tiếc nuối pho tượng này. Nên thưa quý vị, vị này lại từ cái lời dạy của Chánh Cha đó, mà vị này quyết định một điều rằng thấy được rằng không phải mình tiếc pho tượng đó là mình tại mình thương kính Đức Phật, mình tiếc pho tượng đó đơn thuần là vì mình thích cái nét đẹp của pho tượng. Thích nét đẹp của pho tượng Phật không có nghĩa là mình thực sự mình quý kính Đức Phật, không phải thực sự là mình quý kính giáo pháp. Bởi vì trong kinh nó có một điều là như vậy, là một cái người quý trọng, kính trọng Đức Phật, kính trọng giáo pháp, thì người đó cũng kính trọng học giới và kính trọng thêm một thiền định của mình. Ở trong trường hợp này, một vị thiền giả nhận thấy rằng nếu mình thờ kính Phật thì mình phải kính trọng cái đi một thiền định, và nếu mình kính trọng được một thiền định mình là mình phải trở về lại với hơi thở, chứ không phải ngồi đó tưởng biết một cái tượng Phật đã mất. Thì cái này đối với chúng ta tương đối rất là hơi khó hiểu, bởi vì cuộc sống của chúng ta nó bị kẹt ở trong thế giới của ngũ dục, hay nói theo cái ngôn ngữ của Phật giáo
Hán Đạt rồi của Kim Cang rồi, của âm thanh sắc tướng. Và để vượt lên cái cảnh giới đó thì không có đơn giản. Và thưa quý vị, ngày Mahakotita và ngày Sariputta có một đoạn nói chuyện trong bài kinh này mà tương đối là chúng ta cần thì giờ suy nghĩ một chút. Thì chúng tôi có thật tình là muốn đoạn này được giảng với Thượng tọa Tuệ Siêu, nhưng mà chúng tôi không biết giờ này Thượng tọa Tuệ Siêu có mặt, chúng tôi không thấy được nick của Thượng tọa Tuệ Siêu. Không biết là quý Phật tử có thấy nick là Tuệ Siêu không? Nếu quý vị thấy thì cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ muốn Thượng tọa Tuệ Siêu giảng về đề này. Có vị nào quan hệ cho chúng tôi, post cho chúng tôi cái đoạn câu thảo luận đầu tiên đó. Và chúng tôi muốn trở lại đoạn này một chút. Quý vị chờ chúng tôi một chút nhé. Giờ quý vị chờ chúng tôi một chút, chúng tôi đang chờ phổ sự. Thưa quý vị, ngài Mahakotita hỏi rằng, ngài Mahakotita hỏi rằng, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn. Ý thức thanh tịnh ở đây được hiểu là tâm thiện. Nếu tâm thiệt mà có liên hệ đến tâm căn thì cái tâm thiền đó gọi là thiền sát giới. Cái ý thức thanh tịnh, ý thức thanh tịnh ở đây là cái chữ chúng ta đọc ở trong phạm văn được parisuddhena manovijñānena là ý thức thanh tịnh. Ý thức thanh tịnh đó phải hiểu là tâm thiền, và tâm thiền ở đây là một tâm thiền rất là cao độ, là thiền của ngũ thiền trong Thắng Pháp Tạng và tương đương với tứ thiền ở trong Kinh Tạng. Và nếu cái ý thức thanh tịnh đó, mà nó không liên hệ đến năm căn thì liên hệ đến gì, thì ngài Sê Bú Tát trả lời rằng có thể đưa đến hư không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu. Và ngài hỏi rằng nhờ pháp gì và nhờ gì có thể đưa đến tuệ tri. Tuệ tri ở đây tức là sự hiểu bằng, biết bằng trí tuệ. Dạ, sự hiểu biết bằng trí tuệ. Cái này là một câu nói mà nếu quý vị nào học mình vậy, ngày thứ năm này đó, chúng tôi nói về các tâm quả đó. Nói về tâm quả đó thì chúng tôi sẽ nói thêm về đoạn này. Thưa quý vị, trong kinh có nhiều đoạn mô tả những vị chứng thiền. Rồi sau khi chứng thiền đó, các vị xuất thiền và các vị dùng cái trí tuệ để quan sát cái mà mình đã chứng. Và mới thấy rằng cái đó mặc dù là một trạng thái tốt, nhưng mà nó vẫn có điều kiện để sanh và có điều kiện để diệt. Chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ là mình làm một việc gì đó mà được người ta khen và mình cảm thấy tự hào, thì cái đó nó là một điều hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ ngủ say trong chiến thắng mà chúng ta lấy đó làm điều hạnh phúc thì chúng ta rất là dễ bị mê hoặc bởi cái hư danh đó, bởi cái lời khen đó, bởi sự thành công nhất thời đó.
Mà nếu chúng ta có một chút trí tuệ, một chút trí tuệ thôi, mình sẽ nhìn lại cái giây phút mà mình được người ta khen, giây phút mà thành công đó, à, người ta khen mình được thì người ta chê mình được. Mình có thành công vì điểm đó, nhưng mà rồi mình cũng có thể bị đố kỵ ghen ghét và có thể bị hại vì điểm đó. Thành ra vị này có khả năng nhìn lại cái cảm giác hạnh phúc khi được người ta khen, nhìn lại cái sự thành công của mình, thì cái khả năng nhìn lại đó gọi là khả năng hồi quán hay là trí tuệ. Thì thứ vị, cái sự thành tựu tâm định, cái sự thành tựu tâm định đó đó, đó là một trạng thái thiền chứng mà hành giả, nếu chỉ sống trong thiền chứng đó thì hành sẽ sống rất là hoan hỷ với thiền chứng. Nhưng mà một người có thể nhìn lại bằng bằng con mắt của trí tuệ, dạ, bằng con mắt của trí tuệ, thì vị đó thấy rằng dù đó là thiền ngũ thiền sắc giới, dù đó là thiền không vô biên, dù đó là thức vô biên, dù đó là thiền vô sở hữu, thì nó vẫn còn là một trạng thái có điều kiện bị chi phối, có đến có đi, có sanh có diệt. Cái nhìn lại này rất là khó, dạ, ở trong kinh mô tả rất là khó, là vì như chúng tôi nói rằng mình đang được người ta khen và mình hạnh phúc bởi cái lời khen người khác, thì mình rất khó để có được cái sự bình tâm nhìn lại, à, người ta khen mình được hay người ta chê mình được, hoặc giả là rất khó để mà mình nghĩ rằng mình hạnh phúc khi người ta khen, thì khi người ta chê mình sẽ đau khổ. Đơn giản như vậy. Cái ý thức mà nhìn lại cái chuyện đó đó, nó là một chuyện khó. Thì làm được như vậy đó là làm bằng cái bằng tuệ quán, bằng cái tuệ nhãn, là con mắt của trí tuệ. Bởi vì hỏi rằng pháp gì đưa đến tuệ tri, thì nhờ vào tuệ nhãn. À, quý vị thấy tuệ tri là biết, nhưng mà tuệ nhãn là con mắt của trí tuệ. Dạ, con mắt của trí tuệ, the eyes of wisdom. Thì con mắt của trí tuệ này đó, nó mang ý nghĩa gì? Con mắt trí tuệ này mang ý nghĩa là cách vượt thoát, lý một cách xuyên suốt và đoạn tận, là biết. Bằng cái biết thì chúng ta chấm dứt cái sự tự hào, tự thị, cái mở nhất là tới gì khác. Ví dụ như là ngày Anuruddha, ngày Anuruddha La, ngày chứng thiền, ngày đạt đến một cái thiên nhãn thông rất là siêu việt, có thể nhìn thấy một ngàn thế giới, một thứ thiên nhãn rất là thanh tịnh, rất là đặc biệt. Và ngài hỏi ngài Xá Lợi Phất một câu rằng, này hiền giả, mặc dù tôi đã chứng thiên nhãn thù thắng như vậy, nhưng tôi vẫn không thể có một sự tiến bộ hơn. Tại sao vậy? Thì ngài Xá Lợi Phất ngài chỉ điểm là khi mà hành giả nói rằng tôi chứng được thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy một ngàn thế giới, đó là cái mạng của hiền giả. Mạng ở đây đọc thơ thì miền Nam miền Bắc gọi là mạng đó, là kiêu mạng. Chúng tôi dùng chữ kiêu mạng thì nặng quá, đó là kiêu mạng. Tôi được như vậy, mà tôi được như vậy, nhưng mà tại sao nó chỉ dừng ở đó, không đi xa hơn được nữa, thì mình cảm thấy mình không có thoải mái. Thì cái đó là cái sự dao động hay sự hối hóa của hiện giả. Cái mình chứng đến chỗ đó, mình đạt đến chỗ đó, mình cảm thấy ồ, tại sao mình đạt chỗ đó mình không được thêm, thì cái đó là nó bao gồm cả hai cái, là sự kiêu mạn và sự hối hóa hay sự dao động. Chúng tôi có quen với một vị sư, vị này tương đối học cũng giỏi, dạ, mà vị này có một cái mà chúng tôi gọi là cái hận đời. Hận đời là sao? Vị này nói một cách rất là bất mãn là mình bỏ công mình sức mình học như vậy, có khả năng như vậy, nhưng mà Phật tử thì họ không có hoan hỷ, mà họ chỉ theo họ cúng dường mấy vị sư mà chuyên về phong thủy, chuyên về coi bói hay chuyên về tụng, mấy vị đó lại làm được nhiều hơn mình không được. Thì quý vị, chúng tôi nghe vị sư tham phiền thì chúng tôi nhớ câu chuyện của ngài Anuruddha.
khi mà mình cảm thấy rằng mình giỏi, mình hay, mình học nhiều, có nhiều khi cái đó là cái kiêu mạn của mình. Nhưng mà trong cái kiêu đó mà mình không thấy được là à, từ cái kiêu mạn dẫn đến cái chuyện mà tại sao mình giỏi như mình hay như vậy mà người ta không ngưỡng mộ mình, ta không cúng dường mình, ta không nhận ra tài của mình trở thành người bất cách chí, thì cái đó là sự hối hóa, cái là sự dao động. Một người bị mạn, bị hối hóa dao động đó, thì nó lại mất đi con mắt của trí tuệ. Tới mất trí tuệ, và Ngài Xá Lợi Phất là Ngài hướng dẫn, Ngài chỉ điểm cho Ngài Anuruddha thấy được cái mạn và cái hối hóa, cái dao động của Ngài Anuruddha. Và nhờ vậy, Ngài này vượt qua hoàn toàn. Thành ra ở đây nó có cái chữ là Aphinyattha, Aphinyattha, tức là thắng triệt. Aphinyattha là liễu triệt. Nhưng mà còn có chữ Bahanattha. Bahanattha là gì? Bahanattha là khả năng đoạn tận, chấm dứt. Cái ví dụ của Phật Pháp như vậy thưa quý vị là cái khả năng hồi quán, khả năng nhìn lại, nhìn thật sâu, nhìn thật rõ, nhìn thật kỹ và nhìn một cách rất là chân xác với cái gì mà mình có được. Tại vì chúng ta nhớ như vậy là cái ngã tính của chúng ta nó theo chúng ta từng bước một, và ở trong bất cứ giai đoạn nào nó cũng đều làm cho chúng ta tự hào, đều làm chúng ta tự thị. Mà tự hào tự thị không được thì thành tự ti, tự ti sẽ mặc cảm. Cho dù là tự tôn hay tự ti nó đều có vấn đề. Tự tôn là sùng bái mình cách quá đáng, tự ti là cảm thấy mặc cảm quá đáng. Thì chúng ta đừng quên rằng tự tôn và tự ti thật ra nó là hai mặt của một đồng tiền thôi. Người nào càng tự tôn thì người đó càng tự ti, nó khổ như vậy. Và cái người tự ti không thể, họ không có tự tôn, họ tại có tự tôn mà mới có tự ti. Nên chi ở đây đó là nếu chúng ta đọc kỹ trong từng câu trả lời và từng trong câu thoại của hai bậc trí giả đó, ở trong đó mang nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng. Và trong những ý nghĩa quan trọng này đó, chúng ta phải nghiệm rất nhiều là tại sao mà có những trường hợp, có những vị tu tập mà bị kẹt, hay là cần đến sự chỉ điểm của Đức Phật hay là các vị đi trước. Tại vì một cái điểm kẹt nhỏ thôi mà không làm được thì vị đó không khẽ được. Chúng ta nhớ rằng có một lần chúng tôi đi xe, chúng tôi ngồi ở phía trước ngang với tài xế, và ở phía sau có hai ba cô Phật tử. Ở trong lúc hai ba cô Phật tử nói chuyện thì chúng tôi không có dự vào buổi nói chuyện đó, nhưng mà cô đó có nói rằng cô học người ta làm bánh bò, người ta cũng làm, mình cũng làm, cũng chừng đó nhiên liệu, cũng chừng đó cách thức, nhưng mà tại sao người kia họ làm nó ngon mà mình làm không ngon. Cho đến khi gặp một người bạn chỉ một cái chi tiết rất nhỏ thôi, và nhờ chi tiết nhỏ này làm thành công bánh bò. Thì thưa quý vị, có nhiều khi có một chút kẹt nhỏ thôi, một chút cái thủ thuật nhỏ, một chút điểm nhỏ thôi mà mình không đóng được cái chút đó thì nó bị kẹt lại. Thì ở tại đây đó, cái quan trọng mà Ngài nói là vì đó phải thấy bằng con mắt nhãn, và phải thấy xuyên xúc, thấu triệt, thấy xuyên qua được, và chẳng những vậy mà còn có khả năng từ bỏ. Dạ, khả năng từ bỏ, Ngài gọi đó là wisdom, Ngài gọi đó là tuệ giác. Cái tuệ giác là thấy rõ, thấy đúng và có khả năng từ bỏ. Dạ, ở đây rất là quan trọng. Bây giờ thì quý vị chờ chúng tôi một chút nha. Không biết là Thượng tọa Tuệ Siêu có trở lại trước máy không? Hình như Thượng tọa Tuệ Siêu không có mặt ở trước máy. Không biết tại sao trong màn ảnh chúng tôi không thấy chư tăng nào khác. Hôm nay các vị giảng sư không có mặt ở trong lớp chúng tôi. Hình như quý ngài bị trục trặc kỹ thuật, sau đó chúng tôi không thấy khác. Ngài có mặt ở trong. Chúng tôi có nói đúng không quý vị? Quý vị có thấy chư vị giảng sư nào khác không? Dạ. Thấy có sư Nguyên Thông. Dạ, thấy sư Nguyên Thông, không thấy tôi Nguyên.
Sư Nguyên Thông ơi, để thỉnh Sư Nguyên Thông trả lời cho một câu này. Chúng ta tạm nói thôi. Chúng ta nói rằng khi mà chúng ta vượt khỏi âm thanh và sắc tướng thì một cái vị mà có thiền chứng, có định lực, và cái định lực mà vượt khỏi năm căn, vượt khỏi âm thanh sắc tướng, vượt khỏi sắc giới thành tựu vô sắc giới, thì cái sự vượt khỏi âm thanh sắc tướng đó nó khác gì với một người mù và người điếc không? Mà người mù điếc, người điếc không, tại sao không thể so sánh bằng vị định lực? Xin thỉnh ý kiến của Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, con tuân lệnh Sư Phụ có đáp án cho câu thảo luận số 2. Hỏi rằng một người bị mù, bị điếc, khác biệt gì với một người thành tựu thiền vô sắc, vượt lên khỏi hạng cuộc của sắc tướng và âm thanh? Một người mà thành tựu thiền, thiền vô sắc là bởi vì con không có chứng thiền vô sắc chứ không biết, mà chỉ biết vô sắc là không có cái thân, mà thành tựu thiền vô sắc thì chỗ này là con không biết, thật sự là không biết. Cho nên là một người bị mù bị điếc, tức là không thấy mà không nghe, mà thành tựu thiền vô sắc, tức là một người thành tựu thiền vô sắc, tức là khi mà đạt đến cái thiền vô sắc đó thì người hành giả đó không có còn cái trong cái trí của ông ta, cái thức của ông ta, thì thấy là mình không còn cái sắc tướng nữa. Tức là một người này sẽ không còn cái sắc tướng thì sẽ không có chịu đau khổ. Thành ra vì một người bị mù bị điếc thì có lẽ là cái người bị mù bị điếc nó họ không thấy và không nghe. Thì cái không thấy không nghe này cũng có thể nói tương ứng với một người mà không còn cái thân xác nữa đó. Tức là bởi vì còn có thân xác thì còn có cái đau khổ, bởi vì có điếc, có nghe mà có thấy, mà có mà bị điếc, bị câm, tại là không thấy mà không nghe, bị điếc, bị mù và không thấy và không nghe, thì có thể nói là những người này sẽ không có những cái khổ vì thấy, những cái khổ vì nghe. Ở đây thưa sư phụ là con chỉ có thể mường tượng đến một cái trường, cái trình độ đó thôi, chứ sự thật ra muốn mà hiểu rõ cái câu hỏi này thì người hành giả nó phải thành tựu cái thiền vô sắc, mà con cái thiền sắc giới, cái nội cái sơ thiền còn còn chưa có thì làm sao mà hiểu được được điều này. Cho nên phải nói cái câu này nó vượt qua cái tầm hiểu biết của con thưa sư phụ. Con xin trao mai sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm cái câu này. Có lẽ câu này phải nhờ sư bá hay là ai, chứ chờ con thực sự trình độ của con thấy không nổi câu này. Con xin trao mai để cho sư phụ. Chúng tôi có nghe được không? Chúng tôi vừa bị gián đoạn. Thưa quý vị, chúng tôi tạm lấy một cái ví dụ trong đời sống hàng ngày của chúng ta là
Chứ quý vị có nghe lại được không vậy? Chúng tôi đang bị gián đoạn tuyệt truyền. Hôm nay chúng tôi giống như chị Tăng là cũng gặp chút trục trặc. Chào mừng. Thưa quý vị, chúng tôi tạm dùng một cái thí dụ là khi mà mình mới qua bên Mỹ, mình thấy muốn đi ra bên ngoài lắm, nhưng mà lúc đó mình không biết lái xe. Dạ, không biết lái xe, thật ra không đi ra bên ngoài. Cái không ra bên ngoài mà vì không biết lái xe, nó có cái khác với bây giờ khi mình biết lái xe rồi, mình có xe rồi, xăng cũng đầy bình và có thể đi ra bên ngoài. Nhưng mà mình là không muốn đi, muốn ở nhà làm việc. Từ khi nào cần chẳng đã lắm á, có chuyện cần lắm mới đi. Và có khi cả tuần lễ chúng tôi không lái xe ra bên ngoài, ở nhà thôi. Nhưng mà cái không ra bên ngoài bây giờ nó có khác với cái không ra bên ngoài lúc mà mình chưa biết lái xe, mà mình muốn đi. Thì dạ quý vị nghe bị echo hả? Dạ quý vị nghe không rõ, nghe bị echo. Quý vị chờ cho chút xíu, cho chúng tôi sẽ tìm cách. Dạ. Dạ vâng. Thưa quý vị, mình muốn đi mà không lái xe được, không ai đưa mình đi, nó khác với mình không muốn đi là vì mình không muốn đi. Dạ. Thì một cái vị mà có định lực, có thiền chứng, có định lực, có nhập định, các vị không có khoan nghĩ đối với vật chất, các vị không khoan nghĩ với sắc tướng âm thanh, các vị không có truy cầu sắc âm thanh, nó khác với một vị mà muốn có sắc tướng âm thanh mà lại không có được. Dạ, hai cái đó nó khác nhau. Nói cách khác là các vị chứng thiền vô sắc, vượt khỏi sắc giới đó, thì những vị này lại là những vị có một cái đặc tính mà chúng ta tạm gọi rằng các vị khoan hỷ trong thiền, các vị sống lạc trú ở trong thiền, do đó các vị không có tha thiết với âm thanh và sắc tướng. Bây giờ thì quý vị chờ chúng tôi một chút, chúng tôi log in trở lại trong computer, tại vì chúng tôi đang dùng cái phone đó. Thượng tọa, thưa quyền ơi, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa thưa quyền nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Thấy có thượng tọa thưa quyền ở trong room, không biết cái thượng tọa thưa quyền nghe được không? Dạ, tốt quá. Quý vị có Phật tử hoan hỷ chứ? Có những ngày mà có những ngày mà thực sự là chúng ta hơi vất vả vậy với phò thóp internet lắm. Chứ rằng như nãy giờ thấy thực tập chủ quyền thì để được phát tính cứ chạy ra chạy buôn và chúng tôi cũng gặp trở ngại nữa. Thì chúng ta vừa nói đến thiền vô sắc á, là do trí tuệ. Thì tiếp theo là ngày Maha có chức hạn, ngày hỏi trí tuệ do đâu? Thì ngày Sa Lợi Phất ngày nói rằng trí tuệ là do hai thứ, một là do nghe đây tức là do gọi là thinh văn, hay là do nghe pháp, do học pháp. Ở trong kinh Phật, ở trong văn hóa phản ứng đấy thì chỉ xuất tá như là đa là bahu xuất tá là nghe nhiều, hay là đa văn á thì đồng nghĩa với kiến thức. Dạ, do nghe, ví dụ mình học hỏi của Phật. Và thứ hai tức ngày lấy là do nhờ như lý tác ý, yonisomanasikara, thì xin thỉnh thượng tọa thượng quyền hoan hỷ nói lên sự khác biệt thế nào giữa suy nghĩ và yonisomanasikara. Bởi vì thường thường mình nghe nó có ba thứ trí tuệ, là trí tuệ do nghe, trí tuệ do suy nghĩ, trí tuệ do tu. Mà ở tại đây ngày Sa Lợi Phất ngày không nói là trí tuệ do suy nghĩ hay do tu, mà người nói trí tuệ bằng như lý tác ý. Thì tôi không nghĩ giải thích là trí tuệ mà do như lý tác ý á, nó có khác với tuệ tư, có khác với tuệ tu không, khác với trí tuệ do suy nghĩ, khác trí tuệ do tu tập không? Kính thỉnh thượng tọa thưa quý vị.
Nam mô tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang khai giá. Thưa đại chúng nghe rõ không? Để quý vị nghe chúng tôi nói không ạ? Dạ, cảm ơn Đông Nguyên cùng đại chúng. Cảm ơn đại đức tự tiên. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Nếu cái trí hỏi rằng cái trí tuệ mà do chúng ta như ly tắc ý, nó có khác với cái trí tu hay không? Thì ở đây, thì con chỉ nghe thường tỏ nói cái đoạn chót nó là như vậy, không biết có đúng hay không? Quý vị không biết phải đúng là cái câu hỏi như vậy không ạ? Nếu mà cái trí tuệ mà thành tựu do như lý tắc ý ấy, thì nó giống với cái tư huệ, nhưng để mà còn cái tu ở này thì nhờ như tắc ý mà đúng á, cái tu nó phát sinh trí tuệ tốt nữa. Cho nên nếu mà nó đồng, nếu nó giống á, thì chúng ta biết là nó chỉ nó chỉ giống ở cái đoạn cái nhờ cái sự suy tư cái như lý tắc ý ấy. Cái nhờ lý tắc ý nó đúng cũng là một, nó có liên hệ tới một cái trí tư, tức là do mình suy tư, do mình khéo tác ý. Chúng ta phải nhớ vậy, do suy tư và chúng ta khéo tác ý nó khởi sanh cái trí tuệ. Còn nếu nó rằng nó khác thì nó khác chỉ một chỗ, tức là do suy, thì từ cái mà chúng ta như tới tác ý xong rồi chúng ta suy tư, thì nghe rõ chưa? Dạ. Từ chúng ta khéo tác ý xong chúng ta mới suy tư nó đúng. Hay hoặc là từ cái chỗ mà chúng ta suy tư mà chúng ta suy tư nó sai thì chúng ta mới chỉnh lại bằng cái như lý tắc ý. Thì ở đây nó có thể tương đồng, nhưng còn cái trí tu thì nhờ chẳng hạn như bây giờ vị ấy tu tập thiền quán, cái chánh niệm nó già cỗi, cái tỉnh giác nó mạnh mẽ, nó tốt đẹp, thì thời vị ấy sẽ, kính thưa quý vị, vị ấy sẽ chứng đắc được, sẽ thành tựu được cái tuệ nó phát sinh lên, và vị ấy sát trừ phiền não hay là các thiền chứng, hay tu tập các thiền chứng. Thì ở đây hỏi gì cho nó giống hay là khác, thì ở đây xin nhắc là như vậy. Còn ở trong cái sự tu tập á, dĩ nhiên rằng cái sự tu tập mà để thành tựu được mà trí tuệ đó, thì phải do nghe và do cái sự, và phải do nghe, mà ở đó phải nhớ rằng là nghe diệu pháp. Yeah, nghe diệu pháp, và nghe cái nghe diệu pháp ở đây có nghĩa là nghe những cái điều, những cái pháp mà trình bày cái sự khổ, và những cái pháp mà trình bày cái sự chấm dứt khổ. Thì như thế thì cái diệu pháp nó mới gọi là cái diệu pháp mà để chúng ta phát sinh cái trí tuệ. Còn nghe mà còn trí tuệ mà chúng ta do nghe, thì trí tuệ bình thường, trí tuệ bình thường cũng vậy. Thí dụ giờ chúng ta nghe người ta đọc, nghe người ta nói, nghe người ta phát thanh ra, mà chúng ta nghe được cái do nhĩ thức này bắt cảnh thinh, thì nó phát sanh lên cái trí tuệ. Thì cũng có những cái trí tuệ đó, thì cái trí tuệ nó tầm thường, nhưng cũng phải do nghe thôi. Dạ, đúng rõ, là do nghe và nhờ cái sự suy tư, chính cái sự suy tư này nó mới làm nhân làm duyên cho tuệ sanh, hay như lý thức ý này nó làm nhân làm duyên cho tuệ sanh. Ở đây cái sự tu tập đó nó đòi hỏi rất là lớn, rất là nhiều so với những con người có cái tâm tu, có cái tâm cầu, có cái tâm học hành, nó mang tính tức là tốt đẹp, và có một sự tu tập tốt đẹp thì mọi việc nó sẽ sản sinh đến được một nhiều cái điều tốt, và đặc biệt tức là đối với cái người mà có cái tâm tu, người có cái tâm tu thì nó huệ phát, mới phát
Thưa tôi, tôi quyền khoan thị không biết lời trong trung không còn nghe được nữa. Xin thỉnh thưa tôi. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói lại chưa? Dạ, mô Phật. Nãy thì xác định rõ để mà tuệ nó sinh khởi đó, hay tu huệ đó, thì là chúng ta chưa tu tập được cái thiền quán, thì như thế thì nó mới tuệ sanh được. Còn nếu như chúng ta tu tập các cái pháp môn khác thì nó khó có trí tuệ nó sanh. Chứ đừng có nói rằng chúng ta văn tư tu rồi chúng ta nói ở chúng ta phải tu như thế nào. Đó cũng đó thì cũng như là chính là cái phải liên quan đến cái diệu pháp. Liên quan đến cái diệu pháp thì đó chính là tu tập cái thiền quán thì mới sanh tuệ. Để cho nên xin kính bạch thượng tọa, thì hồi nãy con có cái sự suy nghĩ rằng con nói rằng là cái như lý tắc ý á, cái như lý tắc ý á, tức là chúng ta khéo cái điều khiển cái tâm của mình để cho tâm của mình nó đi đúng, nó tốt đẹp. Và nhờ cái tâm tốt đẹp đó mà nó suy tư đúng. Nhờ cái suy tư đúng đó mà chúng ta tu tập đúng. Hỏi rằng nếu như nó có cái điểm gì nó khác hay không thì con xin trình bày. Nó có thể là cái đoạn đầu thì nó có thể là giống nhau được. Tức là nó cũng như tương tự một chút xíu. Nhờ cái sự suy tư đúng. Nhờ cái sự suy lý tắc ý đúng này nó đưa đến suy tư đúng. Thì nhờ cái sự suy tư đúng này đưa đến cái huệ nó mới phát sinh đúng, tức là chúng ta tu tập nó đúng. Thì đó là một lý. Còn cái lý thứ hai nữa là con nãy con xác định là có thể cái trí tư và cái như lý tắc ý nó có thể nó gần. Còn cái nó có thể có cái đồng, có cái khác một chút. Còn về cái như lý tắc ý và cái tu huệ thì nó có một cái điểm khác, tức cái này cái thành tựu, còn cái kia là cái để chuẩn bị. Và đó chính là cái ý nghĩ và sự suy nghĩ của con là vậy. Nếu có đi cờ bố túc từ kính cung kính thượng tọa, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sao thú kính thưa thượng tọa thượng quyền, thí đệ tử Hữu Tính đã vào rung đang có mặt trước máy, không biết đệ tử Hữu Tính có nghe được không? Nãy giờ rất là thương để không tính rồi chạy ra chạy vô rất thương. Đôi khi làm việc ở đây thưa quý vị, chúng ta phải rất là kiên nhẫn. Cũng có nhiều Phật tử bầm rung nghe pháp, quý vị phải kiên nhẫn lắm. Bởi vì không biết từ Việt Nam ai nói rằng cái gì mà gọi là hiện đại thì ta hại điện, cái gì mà về công nghệ hay kỹ thuật cao thì đôi khi nóng hành rất là dở, chứ không đơn giản. Bây giờ thì xin thỉnh đại sứ Pháp Tính Hoan Hỷ trả lời cho một câu thảo luận là đại sứ Pháp Tính, người ta thường suy nghĩ rằng tu là bỏ tất cả, tu là đơn giản, tu là rất là yên tĩnh là tu. Nhưng mà rồi khi mình học vào trong kinh điển thì mình thấy rằng thật ra tu đòi hỏi mình phải học nhiều, phải biết nhiều, và nó cũng rắc rối lắm. Hồi xưa sư trưởng ở gần sư trưởng hay nhắc lại cái câu cụ Ý Du nói trong kiều là người chơi cũng lắm công phu. Thì Đại Sư Tính đã từng sống lăn lộn ngoài đời rồi vào trong chùa xuất gia, để Đức Phật thấy rằng cái chuyện tu á, dù là học hay là hành pháp á, nó có thể quan niệm một cách giản dị hay không, hay là ở đó nó đòi hỏi rất nhiều công phu. Xin kính thỉnh về Phật Tính. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Tri. Kính chào sư Minh Thông, kính chào toàn thể đại chúng. Dạ, không biết là hôm nay sao mà cái đường nét của chúng con nó bị trục trặc rất là khó khăn.
câu thứ, nhưng mà quyết quyết phải nói là hôm nay là bây giờ mình vô được, mình mới cảm thấy mình chiến thắng đó nè. Dạ dạ. Ở bây giờ thì ở trong cái câu thảo luận này, Thượng Tọa hỏi rằng đối với người tu thì cái pháp học và pháp hành có cần công phu chăng? Thì phải nói rằng như lúc nãy Thượng Tọa vừa nêu, đối với cái người tu thì mình cần phải buông bỏ tất cả. Mà mình buông bỏ tất cả ở đây đó là cái gì? Mình buông bỏ tất cả những cái pháp xấu, những cái pháp đen, có nghĩa là những cái gì mà nó làm cho mình có cái sự chấp thủ, hoặc là nó có cái sự phiền não, hoặc là nói chung là những cái tất cả những cái pháp bất thiện thì mình cần phải buông bỏ. Còn đối với cái pháp học, nếu mà mình càng tu thì mình sẽ càng có cái sự thấm dần, có nghĩa là dần dần mình phải tăng thêm, hoặc là dần dần mình phải cố gắng mình học pháp, mình hành pháp thêm. Thì thật sự ra chúng tôi cũng tâm sự quý vị, hình như là trong cái lúc mà chúng tôi càng tu đó thì chúng tôi lại càng thích mình có cái sự công phu, có cái sự học, hoặc là có cái sự hành. Nhưng mà cũng khổ thay là hầu như là càng ngày cái công việc nó càng nhiều quý vị, công việc nó càng ngày nó càng nhiều. Chứ thật sự ra thì đối với cái tâm mà tu học của chúng tôi đó, thì chúng tôi vẫn muốn mình học, vẫn muốn mình đọc. Thậm chí bị biết là có những bài kinh, hoặc là có những cái chi pháp là chúng tôi đọc đi đọc lại hoài. Có những cái quyển kinh chúng tôi thích, chúng tôi đọc đi đọc lại ở trong đó. Nếu vị biết đến ngày hôm nay đó, chúng tôi nhìn lại cái quyển kinh đó, chúng tôi thấy rằng nó rất là dày quý vị. Có nghĩa là càng ngày nó càng nở lên, càng ngày nó càng nở lên. Nhưng mà chính vì vậy đó mà quý vị thấy rằng khi mà chúng tôi được đọc đi đọc lại thì mình cảm thấy là cái pháp hành đúng là các ngài trưởng lão, các ngài nói là khi mà mình đã học rồi đó, thì cái kiến thức này nó sẽ theo mình ở trong đời này và cho đến đời sau. Những cái kiến thức này, nó chính vì vậy mà chúng tôi cảm thấy càng ngày mình càng có cái niềm tin. Vậy thì đối với cái người tu thì cái pháp học và pháp hành có cần công phu hay chăng? Phải trả lời một câu là nhất định rằng là càng ngày càng phải có cái sự mà công phu, càng ngày càng phải có cái pháp học và cái pháp hành đầy đủ. Như ở trong những cái bài kinh trước thì quý vị thấy rằng Đức Phật đã dạy cho các vị tỳ khưu tu tập đến khi nào mà chúng ta cảm thấy mà nó đã đủ rồi, nó đã đủ rồi, có nghĩa là khi nào mà chúng ta thấy rằng những cái phiền não của chúng ta mà nó không còn nữa, thì lúc đó đó chúng ta mới cảm thấy rằng là cái chuyện mà mình cần làm mình đã làm xong. Còn bây giờ đó thì quý vị thấy rằng là coi như là chúng ta vẫn phải có pháp học, vẫn phải có pháp hành, mà càng ngày càng phải có cái sự mà tăng thêm cái giờ tu tập, tăng thêm cái sự mà hành đạo, thì coi như là mới xứng đáng cho một cái vị sa môn. Cũng như là trong cái bài kinh mà hồi bữa trước chúng ta học, những cái pháp tác thành cái vị sa môn là càng ngày càng phải tu tập đến khi nào mà chấm dứt phiền não. Vậy thì ở trong cái câu này đó, con nghĩ rằng là đối với cái người tu thì cái pháp học và pháp hành thì chắc chắn nhất định là cần phải có cái sự công phu. Dù cho là pháp học hay là pháp hành gì, chúng ta cũng cần phải có cái sự công phu mà càng ngày càng đi sâu, và càng ngày mà càng nghiên cứu hoặc là ngâm mình ở trong đó, thì nó sẽ đem đến cái kết quả tốt, nó sẽ đem đến cái sự lợi lạc cho tất cả bản thân của mình và tất cả mọi người. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận số 4 này. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sa thú cái chuyện này Phật tử. Thưa quý Phật tử, chúng tôi rất tiếc là không có nhiều chỉ giờ để đi qua tất cả những cái đoạn của bài kinh ngày hôm nay. Thật ra mỗi đoạn đều rất là quan trọng. Trước khi mà chúng ta chấm dứt thì chúng ta trở lại đoạn 197 nói về hữu. Ở tại đây thì chúng ta nên tìm hiểu ba cái hữu pháp quá. Chữ pháp quá đó, ở trong chữ Hán dịch là hữu là một từ vựng rất đặc biệt. Ở trong tiếng Anh thì dịch là becoming. Becoming ở đây chúng ta tạm hiểu là sức sống, một cái sức sống mãnh liệt. Và có ba cái sức sống rất là mãnh liệt ở trong cuộc sống của chúng ta. Một là dục hữu, hai là hữu ái, sắc hữu, ba là vô sắc hữu. Thì thưa quý vị, cái dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu này rất, nó là một cái sự khao khát. Và cái sự khao khát này nó đi từ cái thô, thí dụ như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi ngon, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Thì ở đây nó là một sự đắm chìm với năm cái căn trần gọi là ngũ dục. Nhưng một hành giả vừa khỏi dục ái thì hành giả dục hữu thì hành giả vẫn rơi vào trong sắc hữu, tức là đối với các thiền chứng sắc giới, và vô sắc hữu là thiền chứng vô sắc. Nó giống như trường hợp là mình chúng ta sang Hoa Kỳ thì có nhiều khi đầu tiên là mình chỉ muốn là tìm được một nơi nào đó mà có công việc làm tốt để kiếm tiền và có tiền gửi về Việt Nam. Nhưng khi mình chỉ kiếm tiền được rồi đó thì làm sao mình tìm được một nơi mà có đông đảo người Việt Nam để có thức ăn Việt Nam, có sinh hoạt Việt Nam. Rồi sau khi mà mình đến định cư một khu đông đảo Việt Nam rồi đó thì lại nghĩ đến là làm sao mình tìm một nơi yên tĩnh gần với thiên nhiên. Thì cái những cái mà chúng ta muốn và những chúng ta vừa muốn vừa tạo thành đó, thì nó luôn luôn là nó là một cái lực để kéo chúng ta đi. Dạ, để lực kéo chúng ta đi. Thì khi một vị tu tập đó, thì nên hiểu rằng ý muốn đó, nó chỉ đơn thuần là ý muốn. Và cái ý muốn đó nó lại đi chung với cái vô minh. Chúng tôi lấy ví dụ như là mình mới qua mà mình về ở Nebraska hay là ở Montana, cảnh rất là đẹp, cảnh thiên nhiên rất là đẹp, nhưng mà ít người, mặc dù có công việc làm tốt, nhưng mà chúng ta lại mơ ước đi về California để ở. Tại vì ở đó mỗi lần qua đó thấy thức ăn Việt Nam nhiều quá, sinh hoạt đông đảo vui quá. Rồi đến khi mà chúng ta về về California ở rồi đó thì thấy chỗ đó gió tanh mưa máu, chỗ nào đông người Việt phiền phức quá, thì chúng ta lại muốn tìm về một nơi, một cái nơi yên tĩnh hơn. Một nơi yên tĩnh hơn thì cái nơi yên tĩnh đó, mình đến từ Montana là chỗ yên tĩnh, nhưng bây giờ sau khi mình chán California mình lại muốn trở đi yên tĩnh, gọi là mèo lại hoàng mèo. Dạ, mèo lại hoàng mèo. Thì những cái mà chúng tôi không biết là quý vị có nhớ chữ con mèo là con mèo không? Đó là cái ông nuôi con mèo, và con mèo đó nó ổng cưng lắm, ổng cưng vô cùng. Thật ra ổng muốn đặt cho cái tên rất là dễ thương, thành ra ổng mới hỏi người bạn. Ổng nói tôi thương con mèo quá, tôi muốn đặt cho cái tên gì mà nó cưng nhất trong cuộc đời này. Thôi tôi đặt tên là ông trời đi. Và ông trời thì ông kêu tới, ông trời cũng phải là cao nhất đâu, trời còn bị mây che, tức là mặt trời bị mây che, tới thôi đặt là mây. Thì mây còn bị gió thổi đặt là gió, nhưng mà gió còn bị bờ thành cản, do đó đặt lên là thành, mà bờ thành cản, bờ thành còn bị chuột khoét đặt là chuột, nhưng mà chuột thì còn bị mèo ăn, thôi đặt tên là mèo, gọi là mèo hay hoàng mèo. Thì đời sống của chúng ta nó luôn luôn nó có một cái tác động. Và ở trong sự tác động này đó là mình luôn luôn muốn
muốn muốn đẩy tới, muốn tìm tới. Nhưng mà cái đẩy tới vừa tới đó, Ngài nói rằng là do vô minh, là do vô minh. Thật ra cái chuyện mà trải qua tất cả những công đoạn của đời sống đó, nói cho cùng đó, nó chỉ là một cái gọi là từ không đến có, từ có đến không. Như mình ở trong nhà, mình dọn về nhà mới nó trống quá thì mình muốn mua bàn ghế, mua này kia về, rồi để bàn ghế mình thấy nó chặt quá thì mình muốn cho hết những trống đồ. Thì từ cái có đến cái không, không đến có đó, nó cứ gọi là nó lẫn quẩn. Và trong sự lẫn quẩn đó, mình nên hiểu là nó chỉ là một sự xoay vần giữa những cái tác động của tâm lý. Và đây là một điểm rất là tế nhị. Thì chúng tôi hy vọng rằng trong cái buổi học sắp tới đó, có thời giờ, chúng tôi sẽ dành thời giờ đi lại một số đoạn của bài kinh này. Bài kinh này là một bài kinh đặc biệt rất là quan trọng với những vị tu thiền. Nhưng mà chương trình sinh hoạt hôm nay đã hết giờ rồi, xin được kết thúc ở tại đây. Kính Thiên Chi Vị Giảng Sư đã vào rung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào toàn thể quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thú lành thay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng tâm rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sướng Ôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sapa Divata Sapa Sangha Lumbang.
Nam-ma-nyam.